Xin chào quý vị khán giả và các bạn đang theo dõi kênh YouTube diễn giả Phan Đăng. Thưa quý vị, đây là tập cuối cùng của một chương trình nhiều tập có tên là Người đọc sách, sách đọc người. Nếu quý vị chưa xem những tập trước đó, nói về chuyện là ta nên đọc sách như thế nào, có những kiểu đọc sách nguy hiểm nào, nên đọc nhanh hay đọc chậm, thì quý vị có thể mở lại cái clip đó, những clip đó bằng cách là vào chuyên mục những quyển sách hay trên kênh YouTube của chúng tôi. Trong cái tập cuối cùng này đó, thì tôi muốn nói đến một cái chủ đề là đôi khi ta đọc sách đó, mà có phải đấy cũng là một quá trình để ta hiểu ta không? Ta đọc sách để hiểu sách thì đúng rồi. Ta đọc sách để hiểu những thứ ngoài ta thì đúng rồi. Nhưng mà đọc sách á, đôi khi lại cũng vỡ ra những thứ chính ở trong mình. Mà nếu mình không đọc, mình không khai phá được những thứ đó ở trong mình. Mấy cái tập trước ta cứ bàn về chuyện là đọc như thế nào, đọc nhanh hay đọc chậm, tại sao phải đọc. Thì ta đều thống nhất với nhau rằng nếu ta không đọc, ta không hiểu được những thứ ở bên ngoài mình. Ta đọc về Ai Cập, ta sẽ hiểu về văn minh Ai Cập. Ta đọc về Hy La, tức là nền văn minh cổ Hy Lạp La Mã, ta sẽ hiểu về Hy Lạp La Mã. Ta đọc về Ấn Độ, ta hiểu một cái nôi của văn minh phương Đông là Ấn Độ. Ta đọc về Trung Hoa hoặc là Lưỡng Hà, ta sẽ hiểu về Trung Hoa, Lưỡng Hà. Tức là nhờ sách mà bộ não của ta nó được nối dài. Nó đi đến các vùng miền khác nhau trên thế giới. Nó đi đến vào các cái chân trời tư duy khác nhau trên thế giới. Nhờ sách mà ta sống được cùng với cái đầu của người khác. Cái đầu của mình thì cũng tốt rồi, nhưng cái đầu của mình cần phải tham khảo thêm những cái đầu của người khác nữa, thì mới nhìn được mọi thứ một cách nhiều chiều, thì mới nhìn được mọi thứ một cách nó toàn diện. Thì tất cả cái việc đọc sách để hiểu bên ngoài, đọc sách để đồng hành với những cái đầu trí thức khác là điều mà chắc chắn ai cũng biết. Nhưng mà thật ra nó kỳ lạ ở chỗ này này. Trong quá trình ta đọc để hiểu bên ngoài thì dần dần ta lại hiểu ta hơn một chút. Ta lại vỡ ra ta hơn một chút. Cái vỡ này có hai khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất là nói đến những cuốn sách mà nhờ đó, nhờ những cái công cụ được giới thiệu trong những cuốn sách đó, ta giải mã được ta. Ví dụ như tôi chẳng hạn, ngày xưa tôi không lý giải được cái vận động bộ não của tôi đâu. Tôi không thể hiểu được là tại sao tôi lại có những giấc mơ như thế, và tại sao tôi lại mơ nó kỳ lạ vậy. Tại sao có những cái điều mà từ năm 2 tuổi, 3 tuổi mà đôi khi mình đột nhiên mình lại nhớ ra. Thật ra thì cái thời đó có những lúc tôi sợ chính cái khoảnh khắc mà mình nhớ ra những cái điều đó. Thì trong quá trình tìm kiếm để giải mã mình, tôi đọc sách tâm lý học rất là nhiều. Và khi đọc đến Sigmund Freud, hay còn gọi là Freud đó, thì tôi mới hiểu được thế nào là vô thức, là cơ chế vô thức. Và nhờ những kiến thức của Sigmund Freud về vô thức, tôi bắt đầu hiểu được tôi. Rồi đến lúc mà đọc sang Carl Jung, tức là học trò của Freud, khi ông phát triển cái khái niệm là vô thức cá thể thành vô thức tập thể, thì tôi lại hiểu sâu hơn về vô thức, về mình, về cộng đồng của mình, về những người xung quanh mình. Như vậy là có những cái cuốn sách công cụ mà nhờ đọc nó ta hiểu ta hơn. Đó. Hay là mình hiểu là mình có thể làm chủ được cảm xúc của mình không? Mình có thể kiểm soát được cảm xúc của mình không? Người ta vẫn nói là sự bùng nổ của lý trí là rất tốt, nhưng tốt hơn á, phải là lý trí của sự bùng nổ. Khi ta có lý trí của sự bùng nổ, ta sẽ làm chủ cảm xúc của ta tốt hơn. Nhưng ta có năng lực đó không? Ta có thể làm chủ được cảm xúc của ta không? Thì những cuốn sách về tâm lý học, về việc kiểm soát cảm xúc của tâm lý học phương Tây, về thiền học của phương Đông,
thì đã giúp tôi hiểu mình hơn. Tôi thử áp dụng những kiến thức đó, thì mỗi một lần tôi áp dụng đó, tôi lại biết thêm được cái năng lực của mình nó đến đâu. Hay là toàn bộ cái quá trình mà tôi đọc kinh tứ niệm xứ để mà tôi hành thiền chẳng hạn, thì mỗi một giai đoạn thiền tập tôi lại hiểu tôi hơn một chút. Có những thứ mà ngày xưa mình tưởng mình không làm được, mình không làm được. Ví dụ bây giờ thì nói rất đơn giản, nhưng mà làm thế nào để tách mình khỏi mình, nhìn một dòng cảm xúc của mình, tách mình khỏi mình để nhìn một dòng tâm thức của mình. Thì cái thời ngày xưa khi mà mình chỉ đọc sách thôi, đọc đến đó thôi là mình nghĩ là mình không làm được. Nhưng đọc rồi, hành thiền rồi, Vipassana, thì hóa ra mình làm được. À, mình làm được là mình hiểu mình hơn ngày hôm qua. Thì có rất nhiều những bộ sách công cụ giúp cho ta càng đọc để mà càng ứng dụng. Và càng ứng dụng thì càng hiểu mình. Và ngay cả lúc mình đọc, mình ứng dụng nó không thành công, thì đấy cũng là hiểu mình. Là mình không phù hợp với cái vùng kiến thức này, mình không phù hợp với cái vùng kỹ năng này, thì mình lại đi kiếm tìm những vùng kiến thức khác, những vùng kỹ năng khác để thử nghiệm mình theo một cách khác. Và tiếp tục thử mình theo một cách khác thì lại có thêm một cơ hội hiểu mình hơn trên một cách thức khác. Cho nên là cái nghĩa đầu tiên ấy, là ta đọc những bộ sách công cụ. Công cụ tâm lý, công cụ cảm xúc, công cụ hành vi, công cụ nhận thức. Để mà ta hiểu tâm lý của ta, hành vi của ta, nhận thức của ta, năng lực của ta. Thì đọc những sách đó rõ ràng là để hiểu mình đấy chứ. Đó. Nhưng nó còn một cái con đường thứ hai. Là con đường ta không chủ động. Không phải là tôi cố đi tìm những cuốn sách tâm lý để tôi lý giải tôi. Mà đôi khi tôi đọc với mục đích là hiểu thế giới hẳn hoi, hiểu bên ngoài hẳn hoi. Nhưng mà càng đọc thì tôi lại càng nhận ra cái gì đó ở trong mình. Ví dụ, khi mà đầu tiên tôi ngày xưa tôi đọc phê bình văn học rất là nhiều. Và tôi nghĩ rằng là tôi chỉ thích phê bình văn học. Cái thời mà tôi cấp 2, cấp 3 đó, là tôi triền miên trong sách phê bình văn học. Thậm chí cái giấc mơ lớn nhất của tôi thời đó là làm nhà phê bình văn học. Và tôi nghĩ rằng là tôi chỉ phù hợp với phê bình thôi. Nhưng mà đến khi đọc một số cái tác phẩm văn học nguyên bản mà tôi thấy tôi thích đó, thì tôi biết rằng là hóa ra mình cũng có năng lực đọc những cái tác phẩm sáng tác. Đó, như vậy là mình hiểu mình hơn một chút. Thế rồi sau này nữa khi mà tôi đọc những cuốn sách mang tính chất là khoa học, ví dụ như là những cuốn về vật lý, lược sử thời gian chẳng hạn, thì mình biết rằng hóa ra mình cũng có năng lực để mà mình sống với những cái vùng kiến thức vật lý đó. Rồi tôi đọc đến định lý bất toàn của Kurt Gödel, thì tôi biết rằng là hóa ra mình cũng có năng lực để đọc những cuốn sách toán đó. Và mỗi lần mình biết là mình có năng lực ở một cái lĩnh vực nào đó là mình hiểu mình hơn. Và mình biết là mình không có năng lực ở một lĩnh vực nào đó thì mình cũng hiểu cái sự không biết ở trong mình hơn. Có những cái tác phẩm, mà ngày xưa đó, thậm chí có thể mình nghĩ rằng là không bao giờ mình đọc được cả. Đấy. Thế nhưng mình cứ thử đọc đi. Nếu như mình đọc rồi và mình thấy là quả nhiên là mình không đọc được, thì như vậy là mình hiểu đã gần đúng về mình ở trong cái lĩnh vực đấy rồi đó. Nhưng mà mình đọc này, rồi mình lại thấy hóa ra là nó hay hơn mình nghĩ. Và mình đọc được, thì như vậy là hóa ra ngày xưa mình chưa hiểu hết mình đâu. Cho nên cái thú của đọc sách đó, càng ngày tôi càng nghiệm ra là bên cạnh việc nó giúp ta tìm hiểu thế giới bên ngoài, nó còn chủ động hay là bị động, chủ ý hay vô ý, giúp ta tìm hiểu được thế giới bên trong của ta. Mà cái này thì tôi không biết là quý vị có đồng cảm không, nhưng mà càng ngày tôi càng thấy cái thế giới bên trong của ta, tâm trí ta, đầu óc ta, tâm hồn ta, hành vi ta, đời sống tinh thần của ta, đấy là một thế giới mênh mông vô cùng. Đến lúc này mới thấm thía một cái câu của Eluê, một cái tác gia người Pháp: chắc gì chu vi của vũ trụ
đã lớn hơn chu vi của một trái tim. Cho nên á, mình cứ tưởng là mình hiểu mình lắm. Mình cứ tưởng là mình biết hết về cái thế giới bên trong của mình rồi. Nhưng không phải đâu. Càng trải nghiệm cả đời sống thực ở ngoài, lẫn đời sống sách vở trên trang giấy đó, thì mình càng hiểu mình hơn. Và đọc sách, trong quá trình mình đọc sách đó, thì sách nó cũng đọc mình. Và nhờ sách nó đọc mình thì mình lại hiểu mình hơn ở trên trang sách. Đây là một hành trình rất là thú vị. Hy vọng là quý vị khán giả trên kênh YouTube Diễn giả Phan Đăng hãy nghĩ về điều này nhiều hơn. Và khi ta chủ động nghĩ về điều này nhiều hơn, tức là đọc sách bên cạnh việc khám phá thế giới, ta còn khám phá ta nữa, thì tôi tin chắc rằng hôm nay quý vị sẽ hiểu mình nhiều hơn ngày hôm qua. Ngày mai quý vị sẽ hiểu mình nhiều hơn ngày hôm nay. Và suy cho cùng, mọi nhận thức, mọi hành vi mà chúng ta tạo ra trong đời sống này, nó phải dựa trên một cái chất liệu là hiểu mình không đã. Càng hiểu mình, ta càng dễ có những nhận thức đúng, hành vi đúng. Càng hiểu mình, ta càng dễ kiến thiết một cái đời sống hạnh phúc và an lạc. Xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại vào những chương trình tiếp theo.